Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha. Bữa giờ có rất nhiều anh em là thắc mắc hỏi sao tàu cá lưới rút mà không có chủ cảo, thì hôm nay mình quay chủ cảo cho anh em xem nha anh em ơi. Đây là chủ cảo lưới rút cao hơn 10 mét và mặt 40 vuông nha anh em. Chủ cao 10 mét 5 nha anh em, mặt là 40 vuông. Cái trụ này nếu mà quy ra tiền là gần 100 triệu á. Trụ này cây gì ta? Cây gì cậu? Trụ này rè đầu, tưởng đâu đi rè đầu bò lon à? Trụ lưới rút dành cho tàu cá dài hơn 24 mét, trụ cao 10m5, mặt 40 vuông. Ở đầu trụ thì mấy anh thợ mấy anh đang lắc vít ha, bởi vì cái trụ này giá trị nó cũng rất là cao, khoảng tầm gần 100 triệu cho cái trụ này, cho nên là chúng ta phải lắp tít để bảo vệ. Đây mình lắp tít hết trụ hay là lắp tít cái khu này thôi anh thợ? Lắp tít cái khúc này thôi, bởi vì anh chủ tàu anh thích lắp tít bọn này thôi. Anh làm nhiều quá anh sợ mấy anh thợ lắp tít này không chịu làm. Sao mấy tờ lắp tít này anh không chịu làm nên chủ tàu chỉ làm cái phần đoạn đầu thôi. Ở đây có mấy cầu thang nè, mấy cầu thang để đóng trèo lên trụ. Chúng ta giờ mình sẽ đi ra ngay chỗ tàu cá dài 24 mét và kiểm tra xem là khu vực hôm bữa mà chưa đắp trụ thì bữa nay mấy anh thợ mấy anh sẽ khoét ở trên cái xe quạt của tàu cá, mà từ sau đi tới ở trước mũi mà đi muốn mỏi chân luôn. Đây chỗ một lỗ ngay đây nha mọi người, đó chỗ lỗ ngay chỗ này, dựng cái trụ xuống và cho cái trụ nó chịu vô những cái then này ha. Và ở dưới thì chúng ta có những cái thớ cùm cho cái trụ nó đứng vững và nó chịu lực. Thật sự là cái trụ trước đó không có bắt ở trên bờ được, bởi vì chiếc ghe nó cũng quá to, cho nên là phải dùng một chiếc xe cẩu để cẩu cái trụ cao hơn chiếc ghe thì cũng rất là khó. Phải dùng một chiếc xe cẩu phải cực lớn là nó mới làm được. Thì ở trên bờ thì chiếc ghe nó đang ở trên ụ thì nó đã cao rồi, nhưng mà chúng ta cẩu cái trụ cho nó cao hơn chiếc tàu cá nữa thì nó rất là khó để làm, cho nên là đỡ chiếc kia tàu cá nó xuống nước thì chúng ta dễ làm việc hơn. Với là cái thớ mà bắt của cái trụ cảo mà khi xuống nước đó, thì chúng ta cân cái trụ cảo nó đứng cái thớ đẹp hơn ở trên bờ, bởi vì trên bờ nó khi con tàu cá nó xuống ở dưới nước thì nó có cái độ ngã mà gọi là độ ngã sai số cho phép á, nó có thể là nó ngã tới hoặc là ngã giật lui một tí xíu, nhưng mà khi con tàu cá nó ở dưới nước thì chúng ta dỡ cân bằng hơn. Ở này hôm bữa mình quay là anh tàu cá ảnh chưa có lắp tít ở cái khu vực bồng mũi này đó, bữa nay anh lắp tít ở khu vực bồng mũi và dọc theo hai kia triêng của thành tàu cá hai bên này lắp tít, và toàn bộ nắp hầm đều được lắp tít hết. Đây ở khu vực bồng máy này là gọi là khu vực bồng máy ha, khu vực cảo đó là cũng đều được anh chủ tàu ảnh lắp tít hết. We'll be right back.
mà ông bỏ đồ nặng nó nghiêng qua bên đây quá. Tàu kéo bữa nay gắn trụ cảo với chở lưới xong rồi nha anh em. Đây mình quay lại trụ cảo 40 vuông, cao 10m5 cho anh em xem. Đó, cái thằng chủ tàu mà nó đứng trụ cảo nó có chút xíu á. Tàu cá 24 mét chở lưới gắn trụ cảo xong rồi nha anh em ơi. Tàu cá to nhất Phú Yên nha anh em, làm ngờ lưới rút đêm. Bữa giờ một số anh em hỏi mình là sao ghe lưới rút mà chưa gắn trụ cảo, thì bữa nay anh gắn xong rồi anh chở lưới luôn rồi nè. Cabin 2 tầng. Đây, bữa nay anh gắn thêm mấy cái trụ để bắt radar, giò nước. Cặp vô anh chở lưới, giờ anh cạo neo ra lại giường cạn với bà con vào cân cá. Đây tên của cái anh chủ tàu đây, anh Châu Bơi. Để anh quay anh chủ tàu cho mọi người xem. Anh Châu đó, nhìn anh chủ tàu ngầu không? Chủ tàu mà lái chiếc tàu cá cỡ tầm này là biết, khỏi nhìn cũng biết đẹp trai rồi. À, toàn bộ dây rút với là phen mới chở lên trên tàu, chưa có đưa qua bên phía bên lái, chưa đưa qua phía bên đốc, bỏ hoàn toàn phía bên lái, cho nên nhìn tàu cá nó hơi nghiêng. Với là cái dàn lưới mới chở lên, chưa lưới nó khô cho nên nhìn đống lưới nó hơi cao, chứ tàu cá chở lưới cỡ tầm này thì quá trời lưới luôn. Lưới đây 26 giây, dậu 15 giây nè. Còn cước này mình thấy còn trống quá trời. Đó. Động cơ Komatsu 750 mã lực. Thành viên trên tàu toàn là người trẻ tuổi không ha. Lái ngó đầm hả? Ngó đầm hả? Nó là trái đâu? Đầm hơn à? Ngó đầm, lái trái đâu? Thank you.
lên vài cái nữa đi anh chủ tàu ơi.